Bố có sao không ạ? Bố bị thương ở đâu ạ? Cũng may là không việc gì. Tại lúc bấy giờ là trời nó còn sớm, đường ít người đi lại cho nên bố mới hoảng. Mãi bố mới nhờ được người đưa vào bệnh viện. Vâng, con chỉ sợ là bố bị làm sao mà lại không có ai nữa. Cái người gây tai nạn cho bố, người ta đâu rồi bố? Hay là người ta bỏ trốn rồi ạ? Không không, cậu ấy là có đưa bố vào lề đường. Thế thì thấy cậu vội lắm cho nên là thôi bố bảo cậu cứ đi luôn đi. Thì bố chỉ bị choáng một ít thôi. À, mà cậu có để lại số điện thoại mới lại một ít tiền đây này. Hãy bố mệt chưa xem, hay con coi lại xem. Vâng. Có bận đến đâu ấy thì cũng phải đưa người ta vào bệnh viện đã chứ. Đúng là thiếu ý thức. Bố ơi, bố uống sữa đi, để con gọi điện cho anh ta. Ừ, rồi bố xin. Alo. Alo, anh có phải là người gây tai nạn cho bố tôi không? Tại sao anh lại không đưa bố tôi vào bệnh viện? Anh có biết ý, bố tôi đã nhiều tuổi rồi không? Lúc đấy đường còn vắng nữa, bố tôi phải đợi một lúc thì mới nhận được sự giúp đỡ đấy, anh có biết không? Thành thật rất xin lỗi cô, đây là lỗi của tôi. Lúc đó tôi bận quá, và hiện giờ tôi cũng đang chưa dậy, mong cô thông cảm cho. Tôi đã hứa với bác nhà là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm rồi. Cô cứ chăm lo cho bác và làm các thủ tục cần thiết nhé. Tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Xin phép cô bây giờ tôi rất bận, mong cô thông cảm. Anh... người ta chưa nói xong mà đã tắt máy rồi. Sao mà thiếu ý thức thế? Chắc là cậu ấy bận thật đấy con ạ. Đấy. Mà mình nghĩ là bây giờ là bố cũng đỡ rồi, không làm khó người ta làm gì. Này. Bố trông cậu ta cũng là cái người đàng hoàng, tử tế. Đấy. Thế mà đấy, trước khi đi còn để lại số điện thoại rồi lại cả tiền nữa. Cũng đừng có trách cứ người ta, cũng không phải là nó bỏ mặc cho mình đâu. Nhá. À, mà đến giờ muộn rồi thì con không đi làm việc đi. Tôi chết, muộn giờ làm rồi. Thôi bây giờ con phải đi làm đây. Nhưng mà có việc gì là bố phải gọi ngay cho con nhé. Ừ, cứ yên tâm đi làm đi nha. Vâng, con đi làm đây ạ. Ừ, ừ. Tất cả mọi người đều biết dự án này rất quan trọng với công ty. Mà tôi thực sự không hiểu ngày hôm nay cô Dương đi muộn. Từ bây giờ cho đến khi kết thúc dự án, không có ai được đi muộn với bất kỳ lý do nào. Cô Dương này, cô là thực tập sinh mới, chắc là chưa biết. Cô đừng ỷ lại vào bằng cấp. Ở đây chúng tôi tuyển người theo năng lực. Cho dù ngày xưa cô đi học, cô có giỏi giang như thế nào, nhưng mà ở đây cô làm việc một thái độ không tích cực, thì tôi nghĩ là chúng ta khó làm việc với nhau đấy. Em xin lỗi, vì hôm nay nhà em có việc gấp, vậy nên em đã đến muộn à? Cô gái đang bị khiển trách kia là người mới à? Vâng ạ. Năng suất có vẻ không tốt lắm nhỉ? Cả My nữa, chú ý nhá, và đừng để xảy ra tình trạng giống như Dương. Dạ vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng làm việc, không phụ lòng anh chị đâu ạ. Dự án lần này, tuy em chỉ được giúp anh chị lấy tài liệu thôi, nhưng mà em đã nốt lại một số vấn đề, mời sếp xem qua ạ. Tốt. Tôi tuyên dương những người làm việc tích cực như em. Dương này, em thấy đấy, My tuy thành tích không giỏi như em, nhưng mà bạn ấy lúc nào cũng cố gắng. Thôi rồi, mọi người về làm việc đi. Nhớ này, dự án lần này rất là quan trọng. Đích thân chủ tịch toàn là người chịu trách nhiệm. Mọi người biết đấy, chủ tịch toàn rất là nghiêm khắc. Cho nên tôi mong mọi người tập trung tối đa vào dự án lần này. Dạ vâng ạ. Này, không biết chủ tịch toàn không? Nghe bảo là một người khó tính. Quả này không khéo anh em không thở mất. Tôi cũng có nghe rồi. Tình là phải làm việc chăm chỉ không là bị ảnh hưởng. Chẳng có bất kỳ tập tài liệu nào ở đây.
khiến tôi hài lòng cả. Tôi không chấp nhận những lối mòn truyền thống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì các đơn vị khác sẽ vượt mặt chúng ta đấy. Tất cả mọi người ở đây có 20 ngày để làm lại ý tưởng mới và trình bày lại cho tôi. Thưa sếp, 20 ngày em nghĩ là sao không kịp? Tôi biết là không kịp, nhưng không kịp không đồng nghĩa với việc là không thể. Và trong lần họp tới, tất cả mọi người đều phải cố gắng và làm ra ý tưởng mới cho tôi. Dạ, em có một đề nghị như này. Mình có thể đưa hai bạn thực tập sinh ở phòng chúng ta tham gia trực tiếp vào dự án lần này, thay vì chỉ đưa ra những số liệu. Hồ sơ của cô My em đã đọc qua rồi, rất tốt ạ. Tôi đồng ý. Tất cả mọi người, kể cả là thực tập sinh, cũng đều phải có đề xuất trong lần họp tới. Kết thúc cuộc họp đi. Và nhớ một điều, đừng làm tôi thất vọng đấy. Này, đây là cơ hội tốt của hai em, cố gắng nhá. Dạ vâng, thưa trưởng phòng, nhất định bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ. Dạ vâng thưa anh, được trưởng phòng lưu tâm như thế thì nhất định là em sẽ cố gắng hết mình ạ. Sẽ không phụ lòng anh đâu ạ. Thôi rồi, hai người về làm việc đi. Nhớ nhá, chuẩn bị cho thật tốt, nghe chưa? Xin lỗi ạ. Anh nhớ là phải để ý xếp toàn cho em đấy nhá. Để xem anh ấy có kế hoạch gì. Nếu mà em chính thức được nhận vào công ty mình làm ấy, thì chúng mình ở cạnh nhau nhiều hơn còn gì nữa. Yên tâm, anh sẽ xem giúp em mà. Cục cưng của anh. Anh phải giúp em chứ. Yêu anh nhất đấy. Xin lỗi cô, tôi dọn dẹp từ nãy giờ đây, cô có bị sao không ạ? Cỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra! Ai cho mày đụng vào người của tao đấy? Mày có biết bộ quần áo của tao đắt tiền như nào không? Làm việc cũng phải để ý người đi qua đi lại chứ, bực hết cả mình! Này, rõ ràng là cậu sai mà, tại sao cậu lại cư xử như thế? Thích làm anh hùng để giải cứu Long Công à? Sao thái độ của cậu? Tôi còn đang bận đi làm dự án, không rảnh ở đây đôi co với mấy người thấp kém, thích làm lao công. Lo chuyện bao đồng thế không biết? Để em giúp chị một tay. Thôi cô ạ, cô cứ để đây tôi làm cho. Em giúp chị cho nhanh mà. Đây là nơi nhiều người qua lại, em giúp chị cũng là việc phải làm mà. Cảm ơn cô nhé, cô tốt quá. Cô gái kia có phải là một người tốt nhỉ? Đấy là người mà lúc sáng chủ tịch đã gặp và bị quở trách đấy. Bây giờ gặp lại ở đây xem chừng là có duyên đấy. Có duyên sao? Tôi đã tìm hiểu rất kỹ thông tin của các thực tập sinh. Cô ấy tên là Dương, là một trong những người ưu tú nhất, thành tích đầu vào rất tốt, biết lắng nghe học hỏi, rất hay giúp đỡ người khác, và đặc biệt là tính kỷ luật rất cao đấy. Rất kỷ luật à? Nhưng mà lúc sáng bà bị mắng vì tội đi muộn mà. Thực ra thì tôi có nghe được thông tin bố cô ấy bị tai nạn, cho nên là đến muộn đấy. Tai nạn? Trùng hợp thật đấy. Có chuyện gì sao? Lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch quan tâm đến một thực tập sinh như thế đấy. À, không có gì đâu. Chỉ là quan tâm đến nhân sự của mình thôi mà. Với cả là cũng vì cô ấy có một cái điều gì đó rất đặc biệt. Đi thôi. Cô Dương, quên tài liệu kìa. Diễn. Chủ tịch biết tên em sao ạ? À, em quên mất. Em xin lỗi, em bất cẩn quá. Còn xem cả những tài liệu này, toàn là tài liệu khó tìm thôi. Phải chăm chỉ và tâm huyết lắm thì mới tìm đến.
Thì ra là cũng cố gắng tìm hiểu đấy chứ. Của cô đây. Dạ. Cảm ơn chủ tịch. Xem ra là thật sự có duyên. Sao công việc nhiều thế nhở? Làm quật quật cả ngày chủ nhật mà vẫn chưa xong. Nhưng mệt quá rồi. Phải đi về thôi. Công ty là nơi để làm việc, không phải để ngủ đâu. Còn nếu như cô thấy mệt quá ấy, thì dọn đồ đi, rồi đi về. Xin lỗi chủ tịch. Đi về đi. Sao ạ? Mau về thôi. Không lẽ bắt tôi phải chờ cô à? Chờ mình sao? Chờ làm gì chứ? Chẳng lẽ mình lại làm gì sai sao? Ôi chết, chẳng lẽ cả ngày chủ nhật cũng bị mắng sao? Nhanh lên, tôi đang chờ cô về cùng đấy. À, hóa ra là về cùng à? À, dạ vâng, thưa chủ tịch. Nhà cô có xa đây không? Dạ, nhà em cách đây tầm 15 cây số ạ. 15 cây cơ à? Vậy thì tắc đường nhiều lắm nhỉ? Dạ, tại vì là em cũng đi bằng xe buýt, với cả sáng nào em cũng dậy sớm đi ấy, nên cũng ít khi gặp cảnh tắc đường ạ. Sao không đi xe máy đi cho nó chủ động? Dự án đang vô cùng bận rộn đấy. Cô đi xe buýt vừa mất nhiều thời gian, lúc về bắt xe lại khó nữa. Không sao đâu ạ, cũng chỉ vất vả một chút thôi. Với lại hiện tại công ty cũng chưa có chính sách trợ cấp cho những người thực tập như em. Vậy nên em cũng chưa đủ điều kiện để tự đi xe ạ. Cô chờ một lát đi, tôi đưa cô về. Dạ, chủ tịch đưa em về ạ. Không cần như vậy đâu ạ, em tự về cũng được. Em chỉ nói chuyện vậy thôi chứ không phải là em kể khổ đâu ạ. Đây là mệnh lệnh, đừng cãi nữa. Dạ. Tay cô bị làm sao đấy? Có chuyện gì vậy? Sao nhiều máu thế này? Cô bị ngã à? Dạ không. Vừa nãy ở bên kia có người bị tai nạn. Là của họ chứ không phải là của em đâu ạ. Tại vì lúc nãy em thấy họ bị như vậy nên chạy qua một tí. Nhưng mà may là người nhà của họ đến rồi nên mới yên tâm quay lại ạ. Ở xã hội này có rất nhiều loại người, chưa biết tốt xấu thế nào. Em phải quan sát kỹ đã rồi mới tới giúp người ta. Chứ biết đâu là do họ giàn cảnh, là em gặp chuyện đấy. Có sao đâu chủ tịch, kể cả giàn cảnh thì em cũng sẽ qua. Bởi vì nếu không biết thì không sao, chưa biết mà không giúp người ta em thấy áy náy lắm. Em đúng là một cô gái lương thiện. Dạ, phần trình bày của em xin phép được kết thúc ạ. Rất hay. Đề xuất của em khá là mới mẻ, chứng tỏ thời gian vừa qua em cố gắng rất là nhiều. Chủ tịch, ý kiến của anh thế nào ạ? Mình đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, nhưng mà càng nghĩ càng thấy có những thiếu sót. Tại sao một nhân viên mới như My cũng có thể nghĩ ra được điều này? Không lẽ đây là sự trùng hợp? Có vẻ như My cũng là một người có tố chất và nhạy bén. Tuy còn một vài vấn đề, nhưng mà tôi phải công nhận rằng đây là một đề xuất khá tâm huyết đấy. Em cảm ơn sếp ạ. Bình thường là chủ tịch Toàn rất là khó tính, thế mà hôm nay lại khen em, hiếm có lắm đấy nhá. Thế được rồi, người tiếp theo đi. Thưa chủ tịch, thưa trưởng phòng và tất cả mọi người, sau đây em xin trình bày về đề xuất của mình ạ.
cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ý kiến của mọi người như thế nào? Em thấy đề xuất này khá là thiếu thực tiễn. Và bây giờ công ty mình cũng không thể nào thực hiện ngay được ạ. Đề xuất của cô khá là hay, nhưng tôi nghĩ là chưa phù hợp. Cảm ơn cô nhé. Chúng ta sẽ cùng thử nghiệm trên quy mô nhỏ với ý tưởng của trưởng phòng, của My và của Dương. Hai tập tài liệu này tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Trưởng phòng, hãy lên kế hoạch triển khai giai đoạn thử nghiệm đi. Bây giờ mọi người về làm việc tiếp đi. Em nghe rồi đấy. Chủ tịch nói là từ anh rất hài lòng. Em phải biết là từ trước đến nay chưa có một thực tập sinh nào được phép tham gia vào dự án, chứ đừng nói là được đề xuất và đồng ý như em. Cái này em sẽ cho mọi người biết năng lực của em là như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì em cũng đã yên tâm về vị trí cạnh tranh giữa em và cái Dương rồi. Này, bạn có để ý không? Lúc mà cái Dương nó phát biểu ấy, trầm ngâm nhìn chủ tịch rất là lâu. Chắc chắn là chê nhiều rồi. Anh nhớ là phải giúp đỡ em ấy nhá. Thì ra là hai người dám dở trò xem lén những tài liệu của tôi. Nếu như không vô tình đi ngang qua thì làm sao biết tất cả cũng phải là trùng hợp chứ. Tôi sẽ để ý xem hai người muốn dở trò gì hơn tôi nữa. Ý tưởng của em rất là hay, chỉ là hiện tại nó chưa phù hợp thôi. Cảm ơn trưởng phòng ạ. Nhân tiện anh có thể nhận xét chi tiết hơn giúp em được không ạ? Em muốn được triển khai ý tưởng của mình ạ. Em muốn tự mình làm ý tưởng này á? Dạ vâng, nếu trưởng phòng cho phép ạ. Được thôi, em cứ làm. Làm thì mới biết những cái đề xuất của em nó chưa thực tế ở chỗ nào. Nhưng mà này, nhớ là không được để ảnh hưởng đến việc chung của công ty, nhớ chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn trưởng phòng ạ. Không có gì đâu, giờ về làm việc đi. Cứ để ở đây, tôi sẽ ghi chi tiết tất cả đầy đủ cho em. Nhớ nhá, không được để ảnh hưởng đến việc của công ty, nhớ chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Em chào anh. Ừ. Alo, thật vậy sao? Tại sao bên cậu lại biết tới dự án này còn bọn tớ chứ? Tớ tưởng cái mảng này bên cậu không quan tâm cơ mà. Này ông tướng này, công ty của tớ nhá, mà được cậu rót vốn vào ấy thì lại chả mừng quá. Một doanh nghiệp lớn như vậy, tất cả mọi người cũng đều sẽ mong là được công ty cậu rót vốn đấy, cậu hiểu không? Sao? Có nhân viên bên tớ qua trực tiếp bên cậu để giới thiệu á? Là ai vậy? Dương. Là Dương á? Hóa ra là Dương à? À, cô ấy đang là thực tập sinh ở bên tớ thôi, chưa phải nhân viên chính thức đâu. À, được rồi. Thế có gì thì cậu cứ gửi mail lại cho tớ những kiến nghị từ bên cậu nhé. Được rồi, gặp lại sau. Không biết chủ tịch có chuyện gì mà lại cho họp gấp như vậy nhở? Ừ. Bình thường chủ tịch khó tính cực, thế mà bây giờ lại báo họp gấp như này. Tôi e lành ít giữ nhiều. Tự nhiên một lo quá, tim muốn sắp nhảy ra ngoài luôn này. Chờ tôi đi. Tôi gọi mọi người họp gấp như vậy là để thông báo một tin mừng. Dự án của chúng ta đã được một bên đầu tư lớn nhận hợp tác cùng. Và tất cả là nhờ bản đề xuất của cô Dương đây. Thay mặt công ty, tôi xin cảm ơn em và xin thông báo rằng Dương sẽ là nhân viên chính thức của công ty kể từ bây giờ và không cần phải qua kỳ thực tập nào nữa cả. Sếp ơi, có sự nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Rõ ràng là đề xuất của em đều được tất cả mọi người ủng hộ. Đề xuất của cô Dương thì bị loại bỏ ngay lập tức tại vì là thiếu tính thực tiễn. Tại sao lại... Không, tôi không hề nhầm lẫn, hoàn toàn chính xác đấy. Suốt thời gian qua, Dương không chỉ thực hiện dự án của mình mà còn giúp đỡ mọi người hoàn thành dự án của mọi người nữa. Còn về phần cô My, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô My và cậu Tuấn đây
bàn bạc với nhau việc lén lút xem tài liệu của tôi. Điều này khiến cho tôi cực kỳ thất vọng, đặc biệt là cậu Tuấn. Tôi xin tuyên bố rằng chính thức chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc với cô My và cậu Tuấn đây. Trương Phong, thực hiện việc này nhanh nhất cho tôi nhé. Chủ tịch, chuyện này... Không cần giải thích. Đừng cố biện hộ cho lỗi lầm của mình nữa. Trên cuộc đời này, tôi ghét nhất những cái loại người mà đánh đổi bản thân để có được mọi thứ như cô đấy. Tất cả mọi người về nhà đọc thật kỹ lại tài liệu và chuẩn bị phương án triển khai kế hoạch. Trường Bảo Đức chủ trì việc này nhé. Có ai có ý kiến gì không? Có việc gì vậy? Em muốn cảm ơn chủ tịch vì đã cho em cơ hội lần này ạ. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tất cả hoàn toàn là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cô mà. Em thực sự rất là ngưỡng mộ chủ tịch. Em cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc khi được đi theo và học hỏi chủ tịch. Nhờ học hỏi chủ tịch mà em mới có được thành công như ngày hôm nay ạ. Thực sự chủ tịch là hình mẫu lý tưởng để em học tập và theo đuổi đấy ạ. Ý của em là tôi là hình mẫu lý tưởng của em à? Em không có ý đó ạ. Dạ, ý em là chủ tịch là hình mẫu lý tưởng trong công việc của em ạ. Vậy em có thể cho phép tôi được thích em không? Thật ra là anh cũng không biết anh để ý tới em từ bao giờ. Chuyện này chủ tịch, em xin lỗi, bây giờ em có việc rồi, em phải đi đây ạ. Không thể tin được, vừa nãy người chủ tịch lạnh lùng tổng tài đấy vừa tỏ tình mình sao? Sao tim mình lại đập mạnh thế này? Thôi ba đây. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Tôi bây giờ cũng khỏe nhiều rồi. Về sức khỏe thì không có vấn đề gì cho nên là tôi mới không gọi điện lại cho cậu. Thế mà tuần nào cậu cũng gửi hoa quả với lại đồ tẩm bổ đến cho tôi. Tôi ngại quá nên mất. Dạ không có gì đâu ạ. Thật ra thời gian vừa rồi cháu bận quá, không có thời gian để qua thăm bác được. Dù sao thì cũng là lỗi của cháu. Hôm nay cháu rảnh rồi thì cháu xin phép được đến đây để xin lỗi bác đàng hoàng ạ. Chủ tịch, sao anh lại ở nhà em ạ? Đây là nhà của em á. Thế hai đứa quen nhau à? Dạ, bố ơi, đây là anh Toàn, chủ tịch của công ty con đấy ạ. Cậu là chủ tịch của công ty con bé à? Ôi giời, thảo nào. Thế tức là cái chỗ mà con nó làm rồi nó hay nói tới đấy hả? Bác nói vậy là sao ạ? Sao Dương lại hay kể chuyện về cháu ạ? Không có gì. Chả là con gái bác là nó rất là ngưỡng mộ chủ tịch. Từ cái ngày con đi học đại học ấy là nó cứ luôn luôn là có một cái mong ước sau này ra trường dứt khoát là phải được vào làm việc của công ty của cháu đấy. Thật là đúng là có duyên. Chủ tịch của chỗ con làm việc chính là cái cậu mà hôm ấy đã làm cho bố là phải nghỉ ngơi ít bữa rồi đấy. Ồ, thế hóa ra chủ tịch lại chính là người đã đâm xe vào bố em à? Xin lỗi chủ tịch, hôm trước em hơi nóng tính. Tại lúc đấy em đang lo cho bố quá. Mong chủ tịch thông cảm ạ. Không sao đâu, là lỗi của anh mà. Thực sự là hôm đó cháu rất bận, cho nên là không kịp hỏi thăm bác. Thì hôm nay cháu qua hỏi thăm bác và muốn hỏi xem là sức khỏe bác thế nào rồi ạ. Cậu cứ xin lỗi suốt rồi. Cậu trông đây này. Đấy. Bây giờ mà ai bảo tôi vác một cái bao gạo 50 cân
là tôi cũng vác cả đi lại bình thường được đấy nhá. Dạ. Thôi, thế thì cũng là cái duyên mà hôm nay đã đến đây rồi. Thì bây giờ vừa lại là chủ tịch của con gái của tôi, cho nên là thôi mời cậu ở lại dùng bữa với nhà tôi luôn nhá. À, dạ vâng. Vậy thì cháu xin phép là làm phiền bác và Dương ạ. Thực ra thì cháu cũng đang hơi đói ạ. Rồi, ôi giời, thế thì hay quá nhờ. Con, vào dọn mâm ra đây đi. Cảm ơn em vì bữa cơm ngày hôm nay, rất ngon miệng. Em cảm thấy rất vui khi được chủ tịch khen. Không biết là tôi có thể thường xuyên tới đây để dùng cơm với gia đình được không? Nhưng mà bây giờ tới với tư cách gì được nhỉ? Chứ cứ đến với tư cách là người gây tai nạn cho bố của em thì nó không hay lắm thì phải. Thì... thế thì... với tư cách là người yêu em.